chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy tham gia để nhận những cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRope uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Thì ở cái video này thì mình xin được chia sẻ những cái thông tin mà được rất nhiều bạn quan tâm trong suốt thời gian qua về cái dự án TRK Opacity. Thì đây là một cái dự án cực kỳ là ngon, cực kỳ là uy tín. Nó đã trả cái token cho chúng ta về ví rất là nhanh chóng. Khi mà các bạn làm cái kèo iRope và các bạn đủ cái min rút thì nó sẽ trả cho chúng ta đầy đủ cái token. Thì hiện tại cái dự án này đang có 3 cái nhóm Telegram group, thì gần như cái nhóm nào cũng full 200.000 thành viên. Và hiện tại thì cái dự án này nó vẫn đang tiếp tục cho chúng ta làm cái kèo iRope và nó vẫn tiếp tục phân phối token cho chúng ta. Và các bạn truy cập vào cái trang BSC và các bạn có thể dán cái contract vào cái BSC thì các bạn sẽ tìm thấy được rằng là cái dự án này nó cực kỳ là khủng. Nó đã phân phối cái token về ví cho 525.077 cái địa chỉ ví. Đó, cực kỳ là nhiều. Và ở đây cái số đô và cái giá trị của đô nha các bạn, còn đây là cái số là 210 tỷ cái đồng TRK. Và nó vẫn đang tiếp tục nó phân phối token về ví cho các tài khoản làm kèo iRope. Đó, cực kỳ là khủng nha các bạn. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái thông tin mà rất là nhiều bạn quan tâm. Đó là cái vấn đề bao giờ cái token này nó cho chúng ta swap được. Thì mình sẽ dịch cái những nội dung ở con bot ở trong cái Telegram group nó trả lời hỗ trợ thành viên, thì mình sẽ dịch sang tiếng Việt để cho các bạn dễ hiểu. Ở đây những nội dung như sau: đảm bảo bạn hiểu mã thông báo ICO và mã thông báo iRope bị khóa đến ngày 22 tháng 4 năm 2022. Đó, điều đó có nghĩa là với mã thông báo iRope bạn không thể chuyển, là không thể giao dịch và cũng không thể hoán đổi được trước ngày 22 tháng 4 năm 2022. Đó, các bạn lưu ý nhé, đến ngày 22 tháng 4 năm 2022. Và sau đó thì chắc chắn là cho chúng ta sẽ được swap và trao đổi được. Mở khóa gói 10% mỗi tháng từ ngày 22 tháng 4 trở đi. Bắt đầu từ 22 tháng 4 là cứ mỗi một tháng nó mở 10% cho chúng ta bán cái token này và trao đổi cái token nha các bạn. Và cái này thì chỉ đối với những ai làm kèo iRope kiếm được cái token này từ iRope thôi. Còn những bạn nào mà mua trước các cái đồng token này ở trên web, trên dự án hoặc là trên các cái sàn Pocoin, sàn PancakeSwap, sàn CoinMarketCap thì các bạn có thể giao dịch và các bạn giao dịch được luôn. Còn cái số token mà chúng ta kiếm được từ cái kèo iRope là miễn phí, nó sẽ khóa và cứ mỗi một từ ngày 24 trở đi thì cứ mỗi một tháng nó sẽ mở khóa 10%. Đó, nên là các bạn nào mà giao dịch nhanh thì các bạn có thể bán được trước. Nhưng mà theo mình thì cái token này nó mới phân phối, nó cũng còn giá, nó có sẽ còn tăng nữa, thì chúng ta không nên bán sớm làm gì. Đó, ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái giá thực tế của cái đồng TRK. Giá hiện tại bây giờ nó đang x8%, giá của nó là đang quy ra một đồng bằng 0,02 đô, rất là cao nhé các bạn. Của mình ở đây là đang có là 70.500 cái đồng TRK, thì sắp xỉ khoảng tầm hơn 1.600 đô. Đó, rất là ngon. Và sau này thì giá nó sẽ còn tăng nữa, nó còn cao nữa, cho nên là các bạn thì chúng ta cũng không nên vội bán làm gì. Mình thấy rất nhiều bạn hỏi là mới dự án nó mới trả cái token về ví, các bạn đã hỏi là bao giờ bán được chưa. Đấy, thì nói chung thì cứ tùy sở thích của mỗi một người thôi, nhưng mà theo mình ấy thì khuyên các bạn là không nên bán sớm. Đó, chúng ta sẽ để một thời gian thì chúng ta mới tung ra bán nha các bạn, để nó mới được giá. Rồi, ok, thì ở cái video này thì mình chủ yếu chia sẻ đến cho các bạn những cái thông tin về cái đồng token TRK, về cái thời gian bao giờ
bán được, bao giờ sở hóa được thì các bạn để cho các bạn hiểu, vì rất là nhiều thời gian vừa rồi rất là nhiều bạn hỏi về cái vấn đề này. Và nếu như bạn nào vẫn chưa làm cái kèo iRope về cái dự án này thì các bạn hãy tranh thủ chúng ta làm. Nó sẽ sớm kết thúc cái kèo iRope và các bạn sẽ còn không kiếm được cái đồng token TRK này nữa. Đó, các bạn hãy tranh thủ làm để chúng ta nhận miễn phí cái đồng token giá trị cực kỳ cao này nhé các bạn. Ok, rồi ok thì cái video chia sẻ những cái thông tin về cái dự án này đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video của mình.